Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game Tam Quốc nữa nha anh em. Thì đây là một cái phiên bản khác nữa nha anh em. Thì con này có tên là Thiên Ma Tam Quốc. Đấy, Thiên Ma Ba Cu ha. Thì con này là một cái server revive nha, có cả Android lẫn iOS, anh em có thể chơi con này nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn nha anh em, ngày 25 tháng 11 năm 2023. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ cho mấy anh em qua con này nha. Đấy, anh em thấy như một con game đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Đấy, rất là ok luôn, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi thì đây là cái trang chủ của cái con Thiên Ma Tam Quốc nha anh em. Thì ở đây nó có đầy đủ tất cả các link cho mấy anh em tải ha. Thì ở đây là link Android nha, anh em cứ click vào sẽ tải được nha anh em. Còn đây là link iOS, thì anh em click vào thì anh em sẽ được hướng dẫn cài đặt cái con Thiên Ma Tam Quốc này nha anh em. Đấy, thì anh em nào cần được hỗ trợ thì anh em có thể liên hệ với AD nha. Thì link AD mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Rồi thì con Thiên Ma Tam Quốc sẽ chính thức open ngày hôm nay nha anh em, ngày 25 tháng 11 năm 2023 nha. Để chính thức open server 1 nha anh em. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là cái bộ cô đi tân thủ nha. Thì ở đây nó gồm có là 6 cái cô đi tân thủ nha anh em. Thì anh em sẽ nhập nó trong cái phần avatar nhân vật nha. Thì anh em thì mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em nhập luôn. Thì ở đây mình sẽ làm demo thôi nha anh em. Thì anh em sẽ lấy cái code này, anh em vào game ha. Thì anh em sẽ vào phần avatar nhân vật nè. Xong anh em chọn cái phần cài đặt. Xong anh em chọn phần code. Thì mấy anh em sẽ dán 6 cái code vào đây nha anh em. Thì anh em sẽ nhận được nha anh em. Thì trong code thì nó có cô đi thần tướng nè, XSR nè đó. Cô đi thiên ma thì anh em sẽ được tặng 5 triệu kim ngân bảo nè, VIP đồ các kiểu ha. Thì anh em sẽ nhập hết nha anh em. Đấy, rất là ngon nha anh em. Thì mình làm demo xương xương cho mấy anh em hai cô đi ha. Mình đã nhập trước hai cô đi thì ở đây mình thấy là mình đã lên được cái VIP 12 nha anh em và 500 vạn kim bảo. Đấy. Rồi thì mình sẽ nói thêm là cái phần quà tân thủ nha anh em. Thì con này là được tặng huyết 12 nè và 5 triệu kim bảo và rất là nhiều phần quà khác nha anh em. Thì con này với một cái tỷ lệ lệ nạp là x3 nha anh em. Thì anh em nạp bằng ATM thì anh em sẽ được nhân x3 nha. Đấy. Thì đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Thì sau khi mấy anh em đăng nhập thì mấy anh em sẽ vào được cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Thì ở đây nó có cái những cái hình thức cơ bản để mấy anh em có thể nạp thẻ chơi game nha anh em. Thì ở đây nó có thẻ cào nè. Đấy, tài khoản ngân hàng đồ, ví Momo, Zalo Pay. Đấy, đây là những hình thức cơ bản của anh em có thể nạp thẻ để chơi game nha. Thì trong cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em là có cái phần tích nạp nha anh em. Đây, thì anh em đạt được những cái cục mốc có thì anh em sẽ nhận được quà nha anh em. Do cái ạc này là cái ạc test demo cho nên mình chưa có nha anh em. Thì ở đây anh em có thể mua những cái gói, thì anh em sẽ nhập cái ID vào ha. Anh em sẽ mua những cái gói kim bảo ở đây nha anh em. Đấy, thì ở đây nó có, anh em cứ có xu thì anh em cứ mua ha. Và nó có chơi cái vòng quay nha anh em. Đây, đây là cái vòng quay may mắn. Thì anh em chơi thì anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng như ở đây mình thấy có 100 cao su nè, đấy 50 cao su nè. Đấy, rất là ngon nha anh em có thể tham gia cái vòng quay may mắn nha. Rồi mấy anh em nhớ nha, server sẽ chính thức open ngày hôm nay nha anh em, chính thức open server 1 nha, ngày 25 tháng 11 năm 2023 nha anh em. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha. Thì group Zalo nè ha, fanpage rồi mình để trong phần mô tả hết nha anh em có thể vào mà lấy giúp mình nha. Rồi thì quay trở lại game thì mình sẽ chọn những cái phần quà nạp đầu này nha anh em. Thì mấy anh em nạp thì mấy anh em sẽ được cái con tướng là XSR ha. Đấy, tướng Quang Vũ. Cái phần cô đi thì mấy anh em nhập thì mấy anh em đã nhận được cái con tướng là Triệu Dân. Đây, con tướng Triệu Dân nha anh em. Thì mấy anh em nhập hết thì có rất là nhiều phần quà cho mấy anh em nha. Thì sau khi mấy anh em có tướng thì mấy anh em có thể ship đội hình mà mình chiến thôi nha anh em. Đấy, một con game Tam Quốc rất là đẹp nha anh em.
Thì ở đây nó có những cái sự kiện in game nha anh em có thể chơi nè, quà online nè ha, đấy, hoặc là đăng nhập, anh em chơi sự kiện đăng nhập 14 ngày ha, thì anh em sẽ nhận rất là nhiều phần quà nha anh em. Sự kiện in game như là giờ vàng nè anh em, đấy rất là nhiều, thì anh em có thể chơi ha, anh em đăng nhập nhận thưởng rồi nè, đấy, nạp mỗi ngày nữa ha, nạp tích lũy rồi ha, thì anh em sẽ nhận được những cái hồn tướng ở đây nha anh em. Thì ở đây mình thấy là nó có lục tốn nè, đấy hồn tướng lục tốn ha, và cái con quang vũ nha anh em, đấy anh em mà sở hữu mấy con tướng này cũng rất là ngon nha anh em có thể chiến rất là mạnh luôn. Thì sự kiện là nạp nhận rương nè, tích nạp ngày nè ha, thưởng mỗi ngày rất là nhiều. Đây là sự kiện quà server ha anh em, thì anh em đăng nhập là liên tục 7 ngày thì anh em sẽ nhận được những cái bình rượu ở đây nha anh em. Đấy, anh em có thể chiêu mộ tướng ha, rất là ngon. Đây là những cái phần đổ quà nha anh em. Đấy, anh em có thể tham khảo thêm trong cái phần này nha anh em. Rồi anh em có thể vào tủ quán ha, anh em quay tướng nha anh em, chiêu mộ những cái con tướng. Đấy. Ok nha. Rồi anh em nào chơi phiên bản này thì có thể tải về và cài đặt chơi nha anh em. Thì con này hỗ trợ cho anh em là Android lẫn iOS nha anh em. Đấy, anh em tín đồ iOS có thể chơi được con này nha. Đấy, một con game Tam Quốc diệt quá rất là ngon nha anh em có thể chơi nha. Đây, một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, Super 1 sẽ chính thức open ngày hôm nay nha anh em, ngày 25 tháng 11 năm 2023 nha. Anh em có thể vào chơi luôn cho nóng nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ vào lấy giúp mình nha. Cũng như cô đi nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.